Thôi, cái này hết pin nữa. Mình nó được cái khéo á. Món này là gì chị nói rõ coi, món gì đây? Dạ đúng rồi. Rẻ rồi. Nhiều à? Con có 170. Con 170 mà này nữa con phải không? Đấy thường thiện. Ừ, rãi vậy hả? Đúng rồi. Em biết chỗ này. Ê, phần câu nè. Phần câu đi. Để tôi. À, không có phần câu nó cắt bỏ rồi. Ủa? Nó ngồi nóng ngồi YouTube nha. YouTube no rồi, YouTube hửi no rồi. Người bóng biến. YouTube hửi no rồi, cứ ăn thoải mái. Mẹ. Nhi tới đúng lúc luôn hả? Nhi đã ăn. Em chăn mà em coi tiếp cái đồ ăn này ra liền. Quay rồi mình chuẩn bị chỗ sợ vậy? Hả? Để sợ sợ nha. Nó mới vừa đi ăn đồ nướng với ông anh á. Ba trăm hai mươi ba ngàn cho 325 đi nước ngồi uống đã hóa ra biết nhiều nghe đó luôn à nó có luôn không ăn đầy đủ luôn 320 ăn cư đúng không ak ủa rồi rảnh đi đi chung ở đó có hải sản không đầy đủ luôn đầy đủ đi chung qua gì chờ chỗ mình ăn là gì sushi đi sushi đi sushi á được làm sống rồi có nhiều bữa đây còn nhiều bốn nhầm đã nó dùng tưởng nó cay rồi đó nó mấy ăn chay rồi bảy ăn chay một tháng bữa nay mười sáu ăn ổn chậm ăn nóng bên kia luôn á 15/6 đi sao đây thứ ba tôi không có ăn nào mà cỡ này cái gì? Ba làm YouTube cái này cỡ tôi. Cỡ con đó rồi. Cỡ Nhi nè. Không, cỡ Nhi nè, trời. Cái bài của anh. Ủa? Mẹ con mẹ hãy. Cái con mất dài. Nó càng hùng. Vậy được rồi. Mẹ đó. Mẹ thấy đó. Cái này sao nó nói ngon kìa. Cái ăn trai là ngon hả? Dạ nào hết nào. Cái này quá là mất vị à. Thôi đừng kẹt tao. Em nhìn nó cũng bị nát. Không. Cái này nó có 3 cam mà. Thì đang xài cam thứ 3 của nó. Hello mọi người. Bao nhiêu người like rồi? 574 người. Hello mọi người, 571. Trung tâm đã ăn rồi. Đúng rồi. Hello 600 anh em. Hai đi lao rồi. Mình đang quay hả? Gia Đồng đang quay. Cô Toàn á. Hả? Gia Đồng 10 người hả? 10 người uống hết 5 triệu mấy. Mắc. Mắc hả? Mà nó phải là cái chữ tên luôn mà. Thôi thôi nè, thôi đừng la nè, cho YouTube nè. Ba đứa nào cũng được, bốn đứa nào cũng được. Quay qua lại hết. Hết pin rồi. Hết pin rồi, quái. Chờ xíu, lấy cái đèn ra coi. Dạ, để dành đi đó. Rồi để đi. Đi học vậy hả? Ừ, đi bằng. À, đi đưa đi. Anh uống gì mà. Kiểu dành dày phai giống con vậy đó. Bà Hậu ơi. Ôi, chết rồi, không chết rồi. Dạ Hậu ơi. Ăn luôn. Tôi sẽ là người ăn đầu tiên. Phải chớp cơ hội. Tôi sẽ là người đăng đầu tiên. Ủa bà Hậu bị đánh nước rồi hả ta? Một phim bỏ đâu không? Cái gì gọi chú Xuân không ăn được cái này. Chân gây giống bữa. Xài của ra bị ngay giống bữa không? Ờ. Nó ngon quá. Đặc biệt mà giá bình dân như thế là ai? Không có hơn.
cho đưa thật nắng này xương đổ rồi. Ngon quá. Ủa thấy tôi không dạ? Chắc quay hai anh này. Quay hết này, quay hết. Bên này xài mấy bữa rồi đó. Chỉ thì giờ nó mới hết á. Tại đang chờ kết quả mấy người đi làm về. Mẹ đi live stream là mới chuẩn bị đến thêm từ nữa là 2 tuần. Em từ nữa là tất cả. Để từ Đà Nẵng giờ là tới bữa đó là 2 tuần. 48.000 ghê. Mà chỉ mới lấy được 28.000 ở Mỹ á, chết 1 tỷ rồi rồi đó. 1 triệu. 1 tỷ. Còn rẻ với 1 tỷ người gì? 1 triệu á. Triệu. Làm có 1 tỷ rồi. Cả nước Trung Quốc 100.000 500.000 người 1 triệu người. Giờ đúng rồi. Chị má này cũng hết pin luôn. Có tài. Má nào? Hết pin luôn hả? Hết pin hết. Một con tự nhiên sao tắt? Nó bị ma, nó bị gì nữa. Kỳ á. Ủa trời chưa, chưa ăn. Chắc có hơi kỳ hơn. Anh đi ăn đi. Em có xài đâu mà hết. YouTuber giờ không tác nghiệp gì hết trơn vậy. Ăn rồi. Cái cơ địa mà mau lên à. Lên 1 ký cho tôi mừng. Bỏ cọc xuống rồi. Lên vô tiếp nó chửi tôi giống heo. Chửi đúng á. Đó, đủ sáng chưa? Ôi, nóng ghê. Má thì bước đây là 2 độ quá. Đến đó, được. Bây giờ như nó cái người nào bệnh đó. Cái gắn cái dòng như giống miệng chó vậy. À, hết pin. Thì gọi đó có lỗ kêu kêu, kêu 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 vậy. Được hả? Thế nè, nhưng mà không pin. Hết luôn. Cái giống chửi mà nó không hiện lên gì hết. Thường thường nếu như mà còn pin á, nó bấm chửi mà cái là nó hiện lên số lượng pin. Vậy á. Pin là má ơi. Quái chịu. Nó cũng xài. Nó xài đến nỗi mà hết pin nó cũng biết. Không ai sợ mà. Đấy chết, chết. Tài mà nó không có xài nhiều. Xạo. Giờ dữ lắm rồi, giờ sợ rồi. Cách kiểm tra pin là khi mà bấm lên nút 1 phải không? Bấm M là cái cục bao nhiêu cục nó hiện ra hết. Ủa cái này không có được. Ai cũng trong nhà hết. Mà ta ăn uống sao? Giờ muốn pin nó không đơn giản thôi. Để cho là các bạn có pin. Như cái quận nhá. Đây. Đây. Ngon chị, quá ngon đúng không? Xuất sắc. Ta nói tháng 10 bên Mỹ có thuốc rồi kìa. Nghe nói có đó, ở cuối nghe, chắc nghe có trước. Nghe có trước thì nó lo nước nó xong nó qua mình. Vậy ăn nghe đây sao ăn vô nem không? Tốt nghiệp. Không hề vậy. Nãy giờ có sẽ thật ăn để đưa cho người ta ăn. Ờ, sẽ được ăn đây luôn. Lẹ đi. Răng xuống miệng tao. Bà không có gì, nó ăn xịt à. Bà là dạng ăn tương chút chút. Ăn nhiều quá. Cái dạng này nó cũng có giá cục dây. Dũng ăn chắc lấy chiếm này không? Các bạn chào. Đi coi. Nó nói quá trời biết hồi đầu tài đúng là thằng thằng tính đâu đâu nghe gì đâu. Tôi đi nói đâu nghe đâu mít đến kia rồi. Vô mình nói nó cũng nghe luôn hả? Nó nghe được mình nghe lại thấy món. Hồi nãy lúc sau không ạ? Nói rồi. Sợ quá. Đúng rồi. Ngon quá. Chị cái này phải cảm ơn ai vậy chị? Quyên càng ngày càng hỗn lắm nghe lời. Quyên chị, cái
cái này phải cảm ơn Nga vậy chị. Có ăn được rồi, có cảm ơn trời ơi. Cảm ơn ông trời. Trời ơi, đông lắm hả? Vậy là chị Thi ăn về dài. Đúng rồi. Có rồi rồi. Mười cũng bắn đắt cũng chết nè. Hết chưa? Ủa, không đủ hả? Cái gì ăn không đủ hả? Bữa nhịn đi ăn nóc. Ăn nóc không? Cái gì? Ai? Không ai bị hết trơn, có mình còn gì? Quyền bị vậy? Không ai bị hết, có mình má đâu bị. Con nghĩa thấy ngồi ăn như thế luôn. Bà nói rồi ăn như thế. Cái sức của nó ngã mất lên mấy gì. Đây có chưa, thấy chưa, thấy chưa. Có người hỏi vô trực tiếp mình nói clip này lâu rồi mà. Rồi, mới đây cha, mới đây được cha. Clip mới. Clip mà. Ừ, mới clip này lâu rồi mà, chiếu ủa, lại. Có nhìn chưa, có chừng nhìn lộn mua đồ đó. À, bộ đồ với hộp cháo mày. Đúng rồi, đúng rồi. Hộp cháo với lại cái hộp hộp này là cái gì? Bún đậu. À. Có lấy gà nướng. Nè, này quấy hộp này quấy rồi. Chạy nói cho người ta biết đang trực tiếp với chị, ta nói clip này lâu rồi mà. Hôm nay tôi có nhiều đồ, càng nói càng bận mua đồ. Chắc thấy hai ông này biết mua đồ mà lâu rồi. Một bài. Phê đó, phê càng rồi đó. Hai anh có bộ đồ mặc hoài. Đúng rồi. Nè quá, có mua đồ mà ăn quá. Đậu nhiên kìa. Chị chưa dán nấm kìa. Nhìn thấy luôn. Trời ơi trời. Chị thấy bự ghê. Chị bự vậy. Biết sai. Cái sai của chị nè, anh vậy là không phải vậy thôi. Trời ơi, chị mình lưng quá trời ơi. Chạy ra. Vô 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 vô. Cái này là mình đâu. Thôi thôi thôi, quay đó lên chết rồi. Thôi đó ông chửi chết rồi. À, quay. Ủa? Ôm nhà anh Phú vậy? Cái này sừng hả? Quyền á, ôm nhà anh Phú. Quyền ôm sừng hả? Không, cha được trai ôm một quyền. Hai đàn trai ôm nhau hạnh phúc quá. Hai đàn trai ôm nhau hạnh phúc quá. Dạ. Ờ, cảm ơn mấy đứa